cuộc đời nhiều khi nó đẩy cái bất công đến cuộc đời cho mình. Sao tại sao mình đi nắm cái bất công đó, mình ghi vào lồng ngực mình chi nhận, sao mình không buông nó ra đi? Người ta chửi mình một câu, đi làm bị sếp chửi mình một câu, mình nắm cái câu đó mình khổ cả đời, mình buông câu đó ra lập tức hết khổ. Có bao nhiêu nhiều người họ học đạo Phật, họ biết chữ từ bi mà quên mất còn chữ hỷ và chữ xả. Chữ xả là phải biết buông. Chúng ta làm việc là chúng ta nắm, nhưng về biết cho đi là buông. Buông nó ra là tâm xả trong từ bi hỷ xả. Nên nhiều người họ học đạo Phật, học biết chữ từ bi mà quên mất còn chữ hỷ và chữ xả. Chữ xả là phải biết buông. Chúng ta làm việc là chúng ta nắm, nhưng về biết cho đi là buông. Cuộc đời nhiều khi nó đẩy cái bất công đến cuộc đời cho mình. Sao tại sao mình đi nắm cái bất công đó, mình ghi vào lồng ngực mình chi nhận, sao mình không buông nó ra đi? Người ta chửi mình một câu, đi làm bị sếp chửi mình một câu, mình nắm cái câu đó mình khổ cả đời, mình buông câu đó ra là tức hết khổ. Có bấy nhiêu, có nắm bấy nhiêu mà không hiểu được thì cả một dân tộc khổ. Nhật Bản là cả một dân tộc khổ. Nhật Bản nó luyện chữ từ bi mà nó quên mất chữ hỷ xả. Cái chữ xả người Nhật không luyện được. Người Nhật vô cùng tốt, vô cùng trách nhiệm. Tôi sang bên đó rồi tôi biết. Các bạn mà để đồ ở công viên đó, mà các bạn phải khóa lại thì biết ngay thằng này là thằng mới đến Nhật. Còn để đồ công viên mà cứ để không đó, thì đấy mới là người Nhật. Còn phải dùng cái khóa, khóa cái xe, khóa cái ba lô ở bên ghế đá lại là cái thằng này không phải thằng Nhật. Vì người Nhật nó có những cái siêu thị hàng nghìn mét vuông, chẳng ai chồng muốn lấy gì lấy, muốn trả bao nhiêu tiền trả. Nên về mặt từ bi, tức là về mặt đạo đức là Nhật Bản cực tốt, nhưng cái chữ xả là người Nhật không làm được. Buông nó không làm được. Nên họ tự tử vì họ thiếu cái chữ xả. Tự tử thiếu cái chữ xả, buông. Anh trách nhiệm, nhưng anh phải nhớ là anh chỉ trách nhiệm hết mức nguồn lực anh có mà thôi. Nếu việc đó vượt quá nguồn lực anh phải biết buông. Thì người Nhật họ không biết buông. Họ đã nhận việc rồi là họ nghiến răng nghiến lợi họ làm đến cùng. Và họ cuộc chết trên bàn trong làm việc. Chỉ có người Nhật mới có hiện tượng này. Chết trên bàn làm việc là chỉ có dân Nhật mới có, không có một dân tộc nào có. Nên chúng ta để ý là người Nhật là họ mà đã xếp hàng, dù có thiên tai bão lụt thoải mái thì người Nhật chưa bao giờ giành nhau một món đồ, đúng không? Vì đạo đức của họ cực cao, cực cao. Nhưng cái cao của họ, họ bị mất một vế là cái chữ xả. Hiểu cái vế đó, đó là dân tộc nó hơi căng thẳng. Tôi sang bên đó tôi buồn cười lắm. Cái cậu mà dắt tôi đi trong việc đạo đức học Nhật Bản là cậu dắt đoàn đi ấy. Thì cậu này ở bên Nhật 10 năm, là một người Đài Loan rời sang Nhật sống và trở thành một người phiên dịch 10 năm, làm việc rất tận tâm trách nhiệm. Mà các bạn biết dân Việt Nam rồi thì thời gian đúng hay sai? 11 người đi, nó hẹn quy như là 7 giờ sáng vô lớp thì yên tâm người Việt Nam phải cỡ 7 giờ 5 mới đúng. Thế là ngon lắm rồi, bình thường phải 7 rưỡi. Thế là nó biết tận người Việt Nam như thế, nó chạy đến khách sạn, nó canh lúc 6 rưỡi. Nó hẹn là 6 rưỡi xe đó đi. Đó. Xong nó bắt đầu thấy 6 giờ 25 phút nó chạy lên từng phòng, nó bóc cửa. Xong mình xuống dưới mình ngồi với nó. Thế một lúc nó nhìn đồng hồ, nó bảo còn 2 phút nữa. Xong một lúc nó nhìn đồng hồ, nó bảo còn 1 phút nữa. Thế là mặt nó bắt đầu căng thẳng rồi. Thế mình hỏi, thế mày căng thẳng mày bao lâu rồi? Tao tập mãi mới được thói quen này. Tức là nó canh đến từng phút một. Thì có phải là nó khổ? 6 giờ 20 nó đưa xe đến đó để nó lùa mọi người đi. Đúng 6 giờ 25 xe chạy một lần cho một hai người muộn lắm ngoan lắm. Đây nó cứ canh khớp giờ, không canh dư giờ, không canh thiếu giờ, cứ khớp giờ. Canh là dí mình rồi cuối cùng nó khổ. Trên chuyến đi trên đường trễ mất vài phút là nó cũng dục tài xế đi nhanh hơn một chút. Mà tụi tài xế bên Nhật thì chẳng bao giờ đi nhanh, đi rất đúng nguyên tắc thì nó cũng trách nhiệm. Thế là cứ ngồi đằng sau là nó lo lắng. Thế là bây giờ nhé, mấy chị nó mới mở điện thoại lên,
mày tìm cho tao cái cuốn Search Inside Yourself, quyển đó trên Amazon nó bán bằng tiếng Anh. Thật, mày download về mày đọc ra. Nhưng mày trả tiền chỉ là mấy đô, mày máu, mày đọc, mày học đi. Xong nó bảo học có hết không? Hết, yên tâm, mày sống hạnh phúc được, làm việc vẫn trách nhiệm và vẫn hạnh phúc. Chứ mà trách nhiệm căng thẳng như mày là 5 năm nữa tao mới nhận là mày tự tử rồi đấy. Thế nó bảo thế thiền có phức tạp không? Không, chả có gì phức tạp hết. Bây giờ tao chỉ cho mày ngay trên xe, mày thực hành được luôn. Vì từ cái chỗ chúng tôi ở đến cái chỗ học nhiều khi nửa tiếng đồng hồ. Thì mày ngồi mày nhắm mắt lại, mày lên gân. Mày lên gân đầu, mày lên gân cổ đi, lên hết cỡ. Gồm một cái chịu đựng đi, tao sẽ đánh rất đau đấy nha. Thế là mình thò tay mình cốc một cái cốt một cái. Rồi đau không? Đau. Nhưng mà khi mày lên gân thì có bớt không? Bớt rồi. Đấy, đây là cách làm việc cũ của tụi mày. Công việc nó giống như cái cú cốc của tao. Còn mày là mày lên gân lên cốt để mày làm thì mày căng thẳng mệt mỏi. Mặc dù công việc có thể nó hoàn thành đúng thời hạn nhưng mày mệt. Nhưng mày yên tâm, mày có làm đúng thời hạn cỡ nào thì năm sau sếp cũng tăng gấp rưỡi doanh số rồi mình không khoan được đâu. Thì mày cũng mệt rồi. Đó. Bây giờ tao chỉ cho mày cái chiêu thứ hai là thư giãn trong quá trình làm việc. Vậy bây giờ mày cũng nhắm mắt lại, mày ngồi hít thở, mày thả lỏng toàn bộ cơ thể. Mày đón nhận mọi thứ tác động đến cơ thể của mày một cách tự nhiên. Mày không quan tâm đến nó nữa. Nếu mà tao cốc thật đau thì mày chỉ có nhiệm vụ quan sát cái cơn đau nó đến rồi là đi. Thế không? Ngồi thẳng lưng, thư giãn, hít thở nhưng không lên gân lên cốt. Từ đấy mày lên gân lên cốt, bây giờ mày thả lỏng toàn bộ cho mày. Rồi hít thở để nặng đi. Thả lỏng thư giãn toàn bộ, giống như đang đi bơi thì đang thả trên cái làn nước. Rồi. Mình cốc một cái cốt một cái. Rồi hít thở đi, thư giãn đi, thế nó, cái cốc nó qua rồi. Ngắm nhìn cơn đau đi, nó đến rồi là đi. Thế là tập cho nó một lúc và thấy sao? Nó bảo à, có cái hay riêng của nó. Nó cũng đau như từ đấy, nhưng cái từ đấy nó vượt qua cơn đau nhanh hơn vì mình đứng lên. Nhưng bù lại khi mình đứng lên thì tâm lý nó căng thẳng. Còn bây giờ mình thư giãn, cơ thể nó cũng đau như từ đấy, nó vượt qua cơn đau lâu hơn vì mình không lên gân. Nhưng bù lại tâm lý nó thoải mái. Người ta chết vì tâm lý căng thẳng chứ không phải người ta chết vì cơn đau trên cơ thể, đúng không? Người ta tự tử vì tâm lý nó căng thẳng chứ có ai tự tử vì cơn đau trên cơ thể đâu. Nên tôi chỉ cho nó cái chiều đó xong đó, mày về mày thực hành đi. Trong quyển sở Inside Yourself nó nói nhiều chiều đó. Mày cứ thực hành thôi thì yên tâm, mày ở Nhật mày là một thằng trách nhiệm tận tâm mà sống với thoải mái thư giãn thành công. Hy vọng sau này tao quay lại Nhật gặp lại mày không có tự tử như là được. Nên những cái giải như thế này này là họ làm việc dễ bị căng thẳng vì tâm mong cầu nó lớn. Người Nhật mong cầu lớn lắm các bạn, căng thẳng.